Những năm gần đây, song song với việc lựa chọn, sử dụng các loại giống lúa chất lượng cao, nông dân Điện Biên, nhất là khu vực lòng chảo Điện Biên, đã tích cực áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Cơ giới hóa trong thu hoạch góp phần đảm bảo khung thời vụ, giúp người dân giảm chi phí, giải phóng sức lao động, tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Đây là những hình ảnh đã rất quen thuộc với người dân thành phố Điện Biên Phủ và các xã vùng lòng chảo Mường Thanh, huyện Điện Biên. Những chiếc máy cắt lúa gắn động cơ và máy gặt đập liên hợp công nghệ cao đang giúp người nông dân thu hoạch lúa đông xuân niên vụ 2022-2023. Trước đây, người dân thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công, dùng liềm gặt lúa phơi trên đồng, sau đó thu chở lúa về nhà tuốt. Phương pháp này tốn thời gian thu hoạch, sức lao động, nhất là dưới thời tiết nắng nóng. Tôi có 600 mét, thường thì phải một buổi phải đến 4-5 người thì mới xong. Bây giờ gặt máy thì trong vòng gần 1 tiếng thôi mà tuốt ra lúa luôn, tuốt ra hạt thóc luôn. Nên là chỉ hết tầm 200 rưỡi thôi, nó cũng tiện lợi cho người dân đi gặt. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, nhiều hộ dân đã đầu tư máy cắt lúa gắn động cơ, máy gặt đập liên hợp, vừa thu hoạch lúa của gia đình và làm dịch vụ gặt thuê kiếm thêm thu nhập. Tôi đang dùng cái máy này là lúc tôi mua chi phí là cũng ít thôi, thì cũng khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Nhưng mà nó làm việc thì rất là hiệu quả. Đối với người nông dân thì hồi xưa thì còn làm bằng thủ công ấy thì nó cũng hơi là vất vả hơn. Còn đây thì bây giờ hiện tại bọn tôi làm thì nó có thể là một buổi sáng nó được khoảng 5.000 đến 7.000 mét vuông. Thì nó tốn sức lao động, nó cải thiện được sức lao động, nó đỡ vất vả nhiều hơn. Một ngày thì cứ gặt liên tục được khoảng 4 đến 5 hát. Máy hoạt động từ sáng đến 10, 11 giờ đêm, liên tục không nghỉ. Vì tranh thủ mùa vụ bà con lúa chín thì cứ bà con gọi là chúng tôi làm. Cứ gặt thì thóc, bà con đưa thóc ra bờ xong rồi để bà con đem về phơi, nó ra thóc luôn, không phải gì nữa. Bà con không phải mất công, mất mấy giai đoạn cắt, phơi rồi mới đem đi tuốt kia. Thanh Sương là xã tiên phong tại khu vực lòng chảo Mường Thanh, huyện Điện Biên về áp dụng cơ giới hóa trong tất cả các khâu sản xuất lúa, nhất là khâu thu hoạch. Hiện nay, cơ giới hóa trong thu hoạch là giải pháp thay thế phương pháp thu hoạch truyền thống được phần lớn hộ nông dân xã Thanh Sương áp dụng. Bắt đầu từ năm 2018, thì chúng tôi đã triển khai cái máy cấy gắn động cơ. Tính đến thời điểm hiện nay 2023 thì tổng số máy hiện nay là khoảng 67 cái máy cấy gắn động cơ, là nhiều nhất trong toàn huyện. Về cơ giới hóa thì chúng tôi hiện nay thì về máy cày, máy bừa thì hiện nay thì cũng gần như là đến 100% đều để dùng máy hết. Và hiện nay là gặt đấy, và cấy cũng là gần như là chiếm đến khoảng 200 ha trên một vụ. Huyện Điện Biên có cánh đồng vùng lòng chảo rộng trên 4.100 ha, là điều kiện thuận lợi để cơ giới hóa trong sản xuất. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện đạt 70%, riêng vùng lòng chảo đạt 90%. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Điện Biên, toàn huyện có trên 335 máy cày, máy phay các loại, 100 máy cấy, gần 1.900 bình phun thuốc động cơ, 37 máy gặt đập liên hợp, 36 máy gặt loại nhỏ, gần 300 máy tuốt lúa. Cơ giới hóa trong sản xuất lúa giúp nông dân giải phóng sức lao động, hạn chế sâu bệnh, nâng cao giá trị lúa gạo trên đơn vị diện tích. Theo tính toán, 1 hectare lúa cơ giới hóa cả 3 khâu, làm đất, gieo cấy và thu hoạch sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng. Năng suất và giá trị lúa gạo cũng tăng lên từ 10 đến 15% so với cách làm truyền thống.